Kỷ niệm trên sân ga, chuyện thật của chính người viết, không hư cấu, tô vẽ, ga chợ Si, Diễn Châu, Nghệ An, tác giả Thanh Trúc. Chiều ngày 26 tháng 9 năm 1974, có cô gái tuổi đời còn rất trẻ, 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học và nhận công tác tháng 8, tiễn chồng vào lại chiến trường Trị Thiên khói lửa sau 9 ngày họ cưới nhau. Tuần trăng mật của họ có 4 ngày chàng trai bị lên cơn sốt rét do đã ở chiến trường mấy năm. Trên sân ga, họ ôm nhau thật chặt, cô gái đầm đìa nước mắt cố không khóc thành tiếng. Chàng trai ra vẻ cứng rắn nhưng mắt cũng nhạt nhòa, cả hai đều không nói nên lời. Bỗng tiếng loa vang lên, quý khách chú ý, đoàn tàu chuẩn bị chuyển bánh. Chàng trai nói dội, anh sẽ về, hãy tin nhé, và nhảy lên tàu. Con tàu già nua, khó nhọc lăn bánh trên đường ray và khuất dần, để lại trên sân ga, cô gái với tiếng khóc nghẹn ngào. 5 năm, 10 năm, 20 năm hay còn lâu hơn nữa, chiến tranh mới kết thúc, cô không biết. Chỉ biết rằng cô mến anh, người bạn học giỏi, hiền lành, thật thà, ở cùng lớp 11A khoa toán trường. Đại học sư phạm Vinh, hết năm nhất, anh gác bút nghiêng theo việc binh đao khi bước sang tuổi 19 được 5 ngày. Cô thương anh, như cô thương một anh trai của cô đã ngã xuống cũng chiến trường Trị Thiên năm 1972. Anh của cô chưa một lần nắm tay người con gái, lúc ngã vào lòng đất vẫn con trai. Một anh trai nữa của cô hiện vẫn ở chiến trường, để lại cha mẹ già và người vợ ở quê, cũng cưới trong lần về phép ngắn ngủi trước lúc đi bê, mà chưa kịp có con. Từ thương rồi cô yêu anh, luôn nghĩ về anh đang ở nơi mũi tên hòn đạn. Khi anh ra Bắc có công tác đặc biệt với thời gian rất ngắn, trước khi trở lại chiến trường, họ nên duyên chồng vợ. Gạt nước mắt trên đường về nhà, cô nghĩ đến bài dạy sáng ngày mai khi lên trường dạy học. Cô được nghỉ 10 ngày do hai người ở hai tỉnh cách xa nhau hơn 150 cây số. Dăng dẳng bên tai cô mấy câu thơ, lấy chồng đời chiến chinh. Mấy người đi trở lại, song cô tin anh sẽ trở về. Tuy nhiên, cô biết cũng từ ngày mai, anh ở giữa làng ranh sống chết nơi chiến trận. Còn cô sẽ khắc khoải đợi chờ như chị dâu đã chờ anh trai cô bao năm nay. May mắn hơn bao đồng đội đã ngã xuống, tuy mang trên mình mấy vết thương nhưng chiến tranh kết thúc, anh đã trở về. Hoa thơm trái ngọt tình yêu của họ là ba người con, hai trai một gái, không bị ảnh hưởng của chất độc da cam, học hành giỏi giang, ngày càng phương trưởng. Và đến tháng 9 năm nay năm 2014, họ kỷ niệm 40 năm ngày cưới. Hiền Diệp Cuộc Sống Mỹ cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem thông tin Hiền Diệp chia sẻ. Để xem những thông tin hữu ích mỗi ngày hãy nhấn vào nút đăng ký kênh nhé.